Đọc này cho mẹ nghe nè. Chị chịu qua chưa? Rồi. Rồi con đọc. Nhông, nhông, nhông. Ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Đâu chữ nào là chữ ông đâu, trong này chữ nào là chữ ông? Cái mấy cái cục xanh xanh này như nào với ông? Nhông, 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 ngựa ông. Đây mới là ông nè. Thế con đánh dần cái cục này coi. Nhông, nhông, ngựa ông. Người con đánh dần cục này coi, cục này là cục gì đây? Chữ này đánh dần cục này coi. Cục này cục gì? Cục này là cục. Không, cục này là cục cức. Cục bò. Cục đéo gì mà dạy cục. Nhông, nhông, nhông. Thằng chó nào để giáo dục phải cách ngu dốt. Đó mình chỉ rồi, đây cái cục ra coi. Chữ này hả? Đọc này coi. Nhông, nhông, nhông. Đây mà nhông nhông à. Nhờ đâu, nhông đâu. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm bàn. Ai lộ cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Chữ nào là chữ ban đâu? Chữ ban. Trong này chữ nào là chữ ban? Đây là gì cái chữ ban. Bóng bóng bang bang. Chữ ban đây nè. Hai cục này là ban á hả? Hai chữ ban rồi mà. Ừ, hai chữ này là chữ bóng. Hai chữ này là chữ ban. À, chết rồi, trời trời, chết mẹ rồi. Học hành kiểu này cắn lưỡi. Rồi đọc này coi. Đọc cái cục này mới ghê nè. Cục này làm gì ghê được? Rồi đọc coi. Thì nó vẫn là rồi đọc cục thường đi. Cục thường ta hả? Rồi đọc đi. Rồi. Hoa thơm thơm lạ thơm lù. Thơm cành thơm rễ người trồng cũng thơm. Trời ơi. Nè hỏi chị thơm đi con không biết đâu nha.